những cuốn hồi ký, những kỷ niệm một thời chiến đấu không thể quên. Chiến trường ca thật khốc liệt. Mời các bạn cùng đón nghe hồi ký của cựu chiến binh chiến trường ca. Cách khung Cà Dìa khoảng 15 km về phía tây huyện Sơn Tùng, đại đội tổ chức lùng sục và nắm địa hình xung quanh Phùng. Chỉ phát hiện dấu vết nơi đóng quân thôi, cứ không phát hiện địch. Khoảng một tuần sau, tiểu đoàn tổ chức đánh cá ở suối để lấy lương thực cho các đại đội. Riêng đại đội của tôi còn cử một B sang đóng ở phung khác, cách đại đội 5 cây số. Sau đó vài ngày vào một buổi chiều, thông tin nhận được tiểu đoàn 6 phát hiện địch khoảng 20 tên và xin lệnh của trung đoàn tổ chức đánh địch. Một giờ sau, thông tin lại báo cáo tiểu đoàn 6 phát hiện khoảng 100 tên địch, rồi 200 tên. Sau đó nghe tiếng B-40 nổ rền ở hướng tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 6 mất liên lạc. 10 giờ đêm, trung đoàn ra lệnh thu quân, liên lạc phải chạy lên B độc lập để truyền lệnh thu quân, sau đó rút ngay về tiểu đoàn. Đến sáng, rút về trung đoàn. Tiểu đoàn thành lập B cơ động để bổ sung cho B chính sát, và B của tôi được chọn làm B cơ động. Ba người nhận ngay nhiệm vụ bổ sung đi cùng với trinh sát, trong đó có tôi để trinh sát tại phum La Ót, cách phum của tiểu đoàn đang đóng 5 cây số. Phát hiện địch khoảng 300 tên đang giết bò làm thịt, về báo cáo tiểu đoàn chuẩn bị đánh. Lúc này, sư điện về là đã xác minh địch quân số gồm một sư đoàn, đó là sư 515 của bọn Pốt, được mệnh danh là sư đoàn thép. Đêm sau, hành quân tiếp cận, đến tờ mờ sáng, nổ súng, lệnh tiến công vào, thì địch đã rút mất. B cơ động cùng với B trinh sát đi cặp với bố sường, xông vào ở giữa phum, thì một quả cối rớt ở phía sau lưng, nhưng không ai bị thương. Bố sường ra lệnh, bắt hết mấy tay đang leo lên cây tốt nốt, về giao cho thủ trưởng Mai, thượng úy Phạm Thanh Mai, chính trị viên tiểu đoàn, quê ở Cái Tắc hay Trương Thiện, Hậu Giang, rồi tiếp tục đi bắt thêm vài tay nữa. Khi về đến thì thủ trưởng Mai đã thả hết những người bị bắt trước. Bố sường dậm chân kêu: "Anh Mai ơi là anh Mai, mấy thằng đó nó chỉ điểm cho cối bắn vào đội hình ta." Thủ trưởng Mai cự lại: "Anh bắt toàn là dân, chứ địch đâu mà địch." Tôi mới thấy thủ trưởng Mai là người rất nhân hậu, hiền lành. Sau này xác định lại là cối của tiểu đoàn 5 bắn vì tiểu đoàn 4 vào phum sớm quá. Tiểu đoàn 5 phát hiện tiểu đoàn 4 tưởng đâu là địch. Thế là bố sường hết nói. Nói về tiểu đoàn 6, chuyện của tiểu đoàn 6 tôi chỉ nghe kể chứ không trực tiếp chứng kiến. Sau khi tiểu đoàn bộ được dân báo có địch, tưởng địch ít, tiểu đoàn bộ điều B trinh sát và B thông tin đi đánh địch. Bị trúng kế, địch điều quân đánh vào tiểu đoàn bộ. Lúc này chỉ có mấy anh thông tin và tiểu đoàn bộ giữ cứ, làm sao chống lại được. Thông tin ôm máy chạy, chỉ mặc quần đùi. Còn các đại đội đóng theo đội hình về tiếp cứu thì đều bị phục cả. Địch vào chiếm cứ, lấy ba lô nón cối. Còn tiểu đoàn 6 sau khi bị trận này quá nặng, thương vong cũng khá, nhưng chưa đến nỗi phải bố trí lại đội hình. Sức chiến đấu làm giảm là chuyện đương nhiên. Giai đoạn đầu so kè giữa 317 và 515 chỉ có như vậy. Tuy trận đầu thất bại, nhưng quân ta vẫn ở thế thắng và tinh thần quân ta vẫn còn cao, chưa có gì là nao núng. Sau đợt so kè đó, địch rút, ta đuổi theo. Lúc này, địch và ta hành quân theo đội hình cấp sư đoàn. Mình nhớ có lần hành quân đến phum mà đội hình địch vừa đi qua. Phum này có 5 giếng nước, địch múc cạn hết cả nước. Khi ta đến, không còn nước uống. Rừng nguyên thủy, sau khi địch đi qua, theo dấu chân, lá vụn ra như bột. Cuộc truy đuổi của hai bên đều kiệt sức. Có lần đại đội mình đang hành quân, gặp xe bò của dân đi cùng chiều. Anh em mang ba lô, nồi, vì mỏi quá nên mang vào xe bò. Đi một hồi, quên xe bò rẽ theo đường khác. Thế là cả đại đội không có nồi nấu cơm. Đến suối đánh cá, chỉ có nướng mà ăn thôi. Đến ngán, ăn không nổi. Có người nghĩ ra, lấy bùng tông treo rồi làm nồi nấu cháo. Tội cho mấy anh bỏ gạo hơi nhiều, nấu xong gạo nở ra không chút được, phải lấy que thục gần té khói. Sư 317 và sư 515 vần nhau như vậy thời gian gần một tháng trời, có khi đôi ba lần tổ chức đánh. Ban đêm tiếp cận mục tiêu, gần sáng thì xung phong, địch rút mất. Cuối cùng không hẹn mà ta và địch đều gặp nhau ở khu vực gần phung Cà Dìa. Và việc gì đến, nó sẽ đến. Khi hành quân gần đến Cà Dìa,
Có lúc có một bộ phận nhỏ của quân ta hành quân dọc bên này suối, thì bên kia suối cũng có một bộ phận quân địch hành quân vào ban ngày. Quân ta nhìn thấy bên kia suối có toán quân đội nón cối tường quân mình, sát vào thì bị bắn, té ra là bọn địch. Sau khi tập kích tiểu đoàn 6 thu chiến lợi phẩm của quân ta, hắn tận dụng luôn. Chính chỗ này là điểm chết của địch sau này. Gần đến Kazia, tiểu đoàn 4 vào một đêm trăng sáng khoảng 10 giờ đã đụng địch. Địch mệt quá không chạy nổi nữa nên ngủ lại trên đồi sau ụ mối. Ta đuổi kịp nhưng địch nổ súng trước vào bốn anh em chúng tôi đi đầu nhưng không trúng vào ai. Tôi bóp cò 2 lần nhưng B-40 lại lép. Sau khi thay quả đạn khác thì địch đã bỏ chạy để lại một xác chết và 2 khẩu súng. Bỏ cả máy ngắm cối 82 và mìn KP-2. Khi đến Kazia, sư đoàn 747 tiền phương đóng tại Kazia, tiểu đoàn 4 đóng sát bên trung đoàn, địch đóng tại Phum bên bờ suối, cách quân ta khoảng 3 cây số. Cả hai bên đều mỏi mệt. Lúc này là gần giữa tháng 4, trinh sát ta dẫn theo đường bám địch và trinh sát địch cũng bám theo ta không kém. Chúng bò khi nào vào đến công sự của quân ta mới chịu chui ra. Đúng là được mệnh danh là sư đoàn thép. Nghe nói lục thum của địch đóng giả vờ làm dân ngay nhà đối diện với ban chỉ huy trung đoàn để nắm bắt tình hình của ta. Hai bên đều đi đến quyết định đánh, không chạy nữa. 0 giờ ngày 15 tháng 4, tiểu đoàn 4 bắt đầu hành quân đi đánh địch. Khoảng cách chỉ 3 cây số, nhưng vì quân ta chưa quen địa hình nên đi sớm và đám mưa lắc rắc đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Lên nón, lên áo để làm dịu đi cái nóng mùa hè oi bức cho người chiến sĩ. Trên bầu trời, sau khi qua cơn mưa, trăng vẫn sáng. Tiểu đoàn sắp hành quân hàng 1, đi đầu là trinh sát, vừa đi vừa nhắm mắt ngủ, mặt nhắm mắt mở vì mấy ngày có được ngủ đâu. Đến 4 giờ sáng, đội hình trung đoàn đi vào một tràng trống hẹp, nằm kẹp giữa, một bên là Phum và một bên là con suối lớn, nhưng lòng suối thì cạn. Trăng vẫn sáng vằng vặc ở trên đầu. Khi đến bờ suối, thì trinh sát phát hiện có địch. Hết sức bất ngờ, ở bờ suối bên kia, cao hơn bờ suối bên này, địch đang tập trung để xuất phát, hành quân đồng như kiến cọ. Ở bờ suối bên này, con đường băng qua suối, có một đám địch đang ngồi đùa giỡn với nhau. Trinh sát dừng lại, báo cáo lên bố sưởng. Ở đội hình đằng sau, bộ đội không hề hay biết, thấy rừng quân tranh thủ nằm ngủ. Không biết đội hình của tiểu đoàn 4 đang bị kẹp giữa hai cụm quân của sư 515. Đến đây mới thấy hết tài cầm quân của bố sưởng. Mới thấy hết sự bình tĩnh, gan dạ phi thường của bố đã được tôi luyện trong thời đánh Mỹ. Trăng sáng tỏ hai bên đều phát hiện ra nhau rõ ràng, nhưng địch thì chưa biết ta, vì chúng có nhiều điểm bất ngờ lớn. Cái bất ngờ thứ nhất là địch không nghĩ rằng một tiểu đoàn của ta mà dám chui vào đội hình sư đoàn của chúng. Cái bất ngờ thứ hai là địch cũng bắt đầu tập trung để hành quân đi đánh ta. Lúc quân đông như vậy, chúng không biết ta là đơn vị nào. Cái bất ngờ thứ ba là ta thì đội nón cối, còn địch thì đội nón mềm của Trung Quốc. Nhưng vì trước đây, một đơn vị của chúng tập kích vào tiểu đoàn 6 của ta, cũng lấy được quân trang của ta trúng đội. Cái điểm nhầm lẫn ban ngày này, ta còn không nhìn ra ở trận bờ suối trước đây vài ngày. Huống chi là bây giờ lại là ban đêm, dù cho có trăng sáng. Gậy ông lại đập lưng ông. Lợi dụng ba điều bất ngờ đó, bố sường bình tĩnh ra lệnh đội hình đứng im. Đợi phía bên bờ suối cao, địch hành quân đi hết, ta lại nối đuôi đi theo đội hình của địch. Khi đi đến mép suối, toán địch ngồi đùa giỡn. Khi nãy, chúng giạt sang hai bên nhường cho ta qua suối. Khi qua bờ suối cao, trên đó là ruộng thuốc lá. Nơi bọn kia vừa đi khỏi, thì nơi đó quá trời hầm chữ Z, địch đã đào sẵn. Bố sường hết sức bình tĩnh và sáng suốt. Bố trí bê trinh sát chốt lại bên phải, bê cơ động của chúng tôi chốt ở bên trái. Tiếp nữa là khẩu đội 12-8 và dặn khi nào quân ta qua hết, địch nối đuôi theo thì nổ súng. Bố theo đội hình bố trí các xe còn lại. Mấy ông nội đi sau chưa biết gì cả, đi qua suối còn thủng thỉnh cởi giày. Khi quân ta vừa qua hết suối bên này thì một đám địch đông như kiến nối đuôi theo. Chúng đi thành đám, vừa cười vừa nói, vừa hút thuốc đỏ trời. Chúng bắt đầu lội qua suối rồi trèo lên bờ suối nên dốc thoai thoải. Nhờ vậy mà chúng tôi bắn xuống thì dễ, còn địch bắn lên thì khỏi đầu chúng tôi không trúng được.
Tên đi đầu cách chúng tôi khoảng 2 mét thì anh Nguyễn Mót, ngày xưa từng là du kích Củ Chi, đã từng bắn cháy xe tăng Mỹ. Anh Mót nện cho địch một quả B-41 hết sức điệu nghệ để mở đầu cho trận đánh. Tôi phải dùng từ điệu nghệ là vì B-41 ở trên cao bắn xuống thấp rất khó. Khi bạn chốt nòng xuống chưa kịp bắn, đạn B-41 đã rơi ra khỏi nòng nếu bạn không giành bắn. Anh Mót ở tư thế quỳ bắn, nòng B-41 hướng lên trời. Khi đám địch đến gần, tên đi đầu cách chừng 2 mét. Nhìn thấy nòng B-41 của anh vừa gật xuống là phụt ra một luồng lửa xanh lè, bắn rọng vào đám đông bên kia bờ suối. Địch vừa ngã vừa lăn như lá rụng. Cùng lúc đó tiếng súng nổ ran. Tiếng địch rên la inh ỏi. Sau đợt nổ súng đó, bố Sườn ra lệnh cho chúng tôi rút nhanh khỏi bờ suối để vào công sự. Chúng tôi vừa chạy khỏi bờ suối chừng 10 mét, chưa tìm được công sự để vào, thì cối 82 của ta và địch đã thi nhau nhả vào hai bên bờ suối. Lúc này, chúng tôi đã lên được lùm cây. Sau khi B trinh sát và B cơ động nổ loạt súng mở hàng, 12 ly 7 khạc cũng được gần một thùng. Bố Sườn cho liên lạc truyền lệnh hai B rút nhanh vào. Tụi tôi vừa chạy khỏi trận địa, mưa cối chút xuống luôn. Như vậy, trong lúc hai B ở lại chặn đường, thì bố Sườn vừa bố trí đội hình cho ba đại đội bộ binh, đồng thời ra lệnh tập trung 3 khẩu cối 61 ở 3 đại đội, kết hợp với 2 khẩu 82 của siêu hỏa lực, nơi khoảng trống nằm giữa đội hình, với cơ số đạn tương đối khá. Ngoài cơ số đạn do khẩu gánh theo, còn số đạn do bộ binh mang, mỗi anh được phân công mang 2 trái và đã dội kịp thời. Đúng lúc vào đội hình khoảng 100 tên địch đang dồn cục đông như kiến. Còn khẩu đội 12 ly 8 vì đặt trên địa hình không có vật che chắn, sau khi bị đánh bất ngờ, chúng bắt đầu tỉnh hồn trở lại và phang cho cây 12 ly 8 một quả B-40. Đôi quả đạn văng vào súng, không bị thương vong, nhưng 12 ly 8 phải dẹp ngay sau đó. Sau trận mở màn đó, cối của tiểu đoàn 4 hết đạn. Con số ít, bố Sườn ra lệnh giữ lại để đề phòng không bắn nữa. Nhờ vào cối chi viện của trung đoàn, lúc này địch cũng vừa tỉnh hồn. Chúng huy động lực lượng trở lại, bao vây tiểu đoàn 4. Chúng đã khép chặt vòng vây, tổ chức tấn công, đánh trả vào đội hình của ta. Chúng tập trung cối 6, cối 8, DKZ. Số lượng cối chúng rót vào đội hình của ta nhiều gấp mấy lần ta rót vào chúng. Hơn nữa, nơi ta đang chiếm là cứ của chúng, nên chúng biết rất rõ địa hình. Chỉ có một khoảng trống duy nhất để ta đặt cối, chúng đã tập trung phản pháo. Vì vậy, anh em bắn cối bị thương vong rất nhiều. Tạm thời, phải bỏ lại cối đó mà chạy vào nấp. Khi cối chúng im, ta lại ra dựng cối bắn tiếp. Bắn xong, lại chạy chờ cho nó bắn trả. Ta bắn nó một quả, thì nó đáp trả lại ta mấy quả. Cứ như vậy, đánh cò cưa với nó cho đến hơn 8 giờ sáng. Bên ngoài, chúng bắt đầu hò hét, chô, chô. Hầu hết, quân ta đã rút vào hầm chữ Z của chúng. Chúng hô vang dội khắp cả cánh rừng. Súng bộ binh của chúng nổ vào đội hình ta nghe như tiếng mưa rào. Nhờ công sự của chúng mà quân ta được an toàn, thương vong không đáng kể. Chúng xung phong làm đợt hai. Đợt đầu hô xung phong, mục đích để chúng luồn vào suối để lấy xác. Lần hai, chúng hò hét xung phong, bắn như mưa vào đội hình ta. Lần tấn công thứ hai. Như vậy, sau khi tấn công ta lần thứ nhất, chỉ hô thôi chứ không dám tràn lên. Ngừng một lát, chúng lại hò hét, bắn vào đội hình của ta như mưa. Ở trong công sự của chúng vừa chiếm được, quân ta sẵn sàng chào đón chúng, đợi mãi không thấy chúng xung phong. Nhưng sau đó chúng lại rút lui. Lúc này là khoảng 9 giờ sáng. Vậy là sư thép 515 của Pol Pot đã sợ tiểu đoàn 4 của trung đoàn 747. Một sư đoàn đã vây kín được một tiểu đoàn mà không dám đánh tiêu diệt. Khi rút lui lại ra oai, âm thầm rút. Khi ra khỏi tầm súng của bộ binh ta, biết ta không còn đạn cối, chúng lại sắp hàng đi để chọc tức. Chúng tôi chạy vào báo cáo bố Sườn. Bố ra xem chúng sắp thành hàng đen kịt. Bố tặc lưỡi. Tiếc quá, mình không còn đạn cối. Mà e tiền phương cũng đã hết. Quân ta đợi chúng đi xa một chút, rồi tổ chức rút lui. Không rút lui ngay là vì sợ chúng nhử mình ra khỏi công sự, sau đó quay lại đánh. Ta chỉ có khoảng hơn 200 tay súng. Còn chúng một sư đoàn, dù có thiếu đi nữa, cũng hơn 1.000 tay súng. Nếu ta không có công sự phòng thủ, thì chúng đã nuốt ta từ lâu. Bây giờ,
đến giai đoạn ta rút lui. Tiếng súng tạm yên ổn, liên lạc của tiểu đoàn ra truyền lệnh cho B cơ động chuẩn bị đánh mở đường máu qua suối để tiểu đoàn đưa thương binh tử sĩ về cứ tiền phương trung đoàn. Anh Mót nhìn mặt anh em rồi bảo lấy gói thịt trâu khô ra cho ăn hết và mấy gói thuốc vàm cỏ mới lãnh chiều hôm qua hút cho bằng hết, để chút nữa có chết cũng không thành ma đói. Khi ăn xong, chúng tôi thận trọng tiến từ từ ra phía bờ suối, đến dãy thuốc lá nơi chúng tôi trụ lại để đánh lúc đầu, nhìn thấy ruộng thuốc bị đạn cối cày nát như đất vừa mới xới. Khi đến bờ suối, cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Bờ cát bên suối đẫm máu, chằng chịt những vệt cát được tạo nên do lúc chúng kéo xác. Đoạn suối rộng chừng 10 mét, sâu quá đầu gối, dài khoảng gần 100 mét, nước đỏ ngầu máu tươi. Nhưng chúng không bỏ lại một xác hay một khẩu súng nào cả. Trận địa chỉ còn rơi vãi lại mũ nón, quần áo, thắt lưng hay một khẩu súng nào cả. Như vậy, chúng ta đã rõ, ở đợt hò hét xung phong lần thứ nhất, chúng áp đảo ta để chúng luồn theo suối lấy thây. Lợi dụng lúc đó trời chưa sáng, quân ta lại rút vào trong công sự của chúng để phòng thủ. Bờ suối lại cao, nên khi chúng luồn theo suối để lấy xác, quân ta không nhìn thấy. Khi qua khỏi bờ suối bên kia, chúng tôi bắt tay được với tiểu đoàn 5 vừa mới đến để chi viện cho tiểu đoàn 4. Khi đi được một đoạn, đội hình của chúng tôi lại bị mấy phát đạn cối bắn suýt trúng đội hình. Anh em vội tách khỏi đội hình để tìm chỗ nấp. Vậy mà bố Sườn đứng thẳng người, rút súng ngắn ra, hướng lên trời, đồng thời hô to ra lệnh. Không được chạy, đứa nào bị thương ở lại chuẩn bị đánh tiếp. Anh em trở lại đội hình. Lúc sau mới biết hai quả cối vừa rồi là do trung đoàn 775 bắn lầm vì trên đường chi viện cho 747 vừa mới đến. Phát hiện từ xa có đám người hành quân lúc ẩn lúc hiện nên tưởng lầm là bọn địch. Khi đến Phum, nhân dân Campuchia túa ra chào đón. Thanh niên còn có cả phụ nữ tự nguyện ra cáng thương thay cho anh em mình. Các mẹ mang cơm nước dừa, nước tốt nốt, trái cây, mít, chuối đãi anh em chúng tôi. Chúng tôi hết sức cảm động và nhận thấy rằng bà mẹ nhân dân nước bạn cũng thương chúng tôi như các bà mẹ và nhân dân nước mình. Như vậy trận đánh này đã kết thúc. Đơn vị hành quân theo lộ 6 gần đến thị trấn Sơ Tung có ngã ba đường cạnh trường học đi về phía đông bắc. Gần đến chiếc cầu có Phum, đội hình dừng quân lại tắm rửa và ngủ lại tại đây. Sáng hôm sau lên xe đi tiếp đến khoảng 10 giờ đến đập nước rất lớn cũng gần như hồ nước Ba Rai ở Siem Reap. Xe trèo lên bờ đập không nổi. Tụi tôi phải xuống đẩy xe lên rồi đi tiếp đến gần 11 giờ trưa là đến Phum Ca Gia vào khoảng 12 giờ. Tiểu đoàn 4 đóng quân ban đầu tại đây. Còn đại đội chúng tôi sau khi nghỉ trưa tiếp tục hành quân bộ về phía tây bắc khoảng 15 km để đến Phum Thơ Mây và đóng quân ở đó. Sau trận đánh ngày 15 tháng 4 nở hoa trong lòng địch, tiểu đoàn 4 rút về lại Phum Crea, còn địch rút về phía đông vào sâu ở trong rừng. Ngày hôm sau, đại đội 9, đại đội của tôi, được chuyển về đóng ở phía tây bắc của Phum, thay vì đóng ở phía đông nam. Tiểu đoàn 4 bổ sung một số cán bộ mất mát. Đồng chí Thiều về phụ trách chính trị viên tiểu đoàn. Đồng chí Mơ điều về làm đại đội trưởng đại đội 9 của tôi. Thay cho đồng chí Phương, điều lên làm quân lực trung đoàn. Đồng chí Chiến, chính trị viên đại đội 9, điều lên ban chính trị trung đoàn. Hai đồng chí Phương và Chiến không có tham gia trận ngày 15 tháng 4. Đồng chí An, đại đội phó đại đội 9 của tôi bị thương nặng khi đánh trận này. Như vậy, ban chỉ huy đại đội 9 chỉ có hai đồng chí Mơ, đại đội trưởng và đồng chí Phạm An Long lên chính trị viên trưởng đại đội. Anh Kiệt B trưởng, B tôi rút lên trung đoàn. Sau đó được cử đi học, nay không biết có còn trong quân đội hay không. Anh Mót lên B trưởng B cơ động, vẫn vác cây B41. Còn đồng chí cán bộ đại đội bị thương nữa, tôi không nhớ ở đại đội nào. Lúc này, nhân dân ca tại Phum Crea bắt đầu ăn Tết trôi Sam Thơ Mây. Dân ở đây ăn Tết trễ 2-3 ngày vì chiến tranh. Đơn vị chúng tôi cũng được đón cái Tết đầu tiên của nhân dân nước bạn và rút kinh nghiệm trận đánh ngày 15 tháng 4. Sau đó, hạ quyết tâm truy kích địch, tiếp tục không để cho chúng lập căn cứ. Sau khi lĩnh gạo thóc, cho vào ruột tượng, mỗi anh em mang theo 6 kg để chuẩn bị cho trận đánh một tuần. Sau đó, nấu cơm vắt
và đâm muối trộn với bột ngọt cho 3 ngày ăn. Sáng sớm hôm sau, hành quân đi về phía Đông Phum qua một cây cầu được bắt bằng cây độc mộc qua suối Sở Tung. Lần này, hành quân cấp trung đoàn đi thành hàng một, có cả đồng chí Ba Thắng đi cùng. Đến khoảng 8 giờ, đội hình đi cắt ngang mép tràng trống. Vùng đất có màu đỏ đậm, không có cây cỏ gì mọc được ở vùng đất này. Máy thông tin cũng bị nhiễu sóng, rất khó liên lạc. Có thể vùng này có nhiều khoáng sản kim loại. Chúng tôi tiếp tục băng qua rừng già một đoạn thì phát hiện dấu vết của bọn địch. Chúng vứt lại dần dần đồ đạc của chúng mang theo, bỏ các cối giã gạo. Đến khoảng 4 giờ chiều thì chúng tôi phát hiện cứ của chúng dọc theo bờ suối, có hướng nước chảy từ bắc xuống nam. Nơi đây, chúng chưa kịp đào công sự. Dấu vết cho thấy địch vừa rút khỏi chưa bao lâu. Chúng đào những cái lỗ bằng chiếc nón ở xuống đất. Xung quanh chúng đặt cây đóng ken dày đặc để chúng bỏ lúa vào trong đó và giã thành gạo để nấu cơm. Chúng không biết đào bếp hoàng cầm như anh em bộ đội mình, mà bọn chúng dùng 3 cọc cây tươi đóng xuống đất để nấu cơm. Chứng tỏ chúng đã biết sợ ta sau trận đánh không còn ngạo mạn như lúc đầu nữa. Chúng tôi ở lại cứ của chúng, đào bếp nấu cơm ăn. Không ai đào công sự vì đã quá mệt mỏi. Đêm đến, một đám mưa rừng thật to. Quân ta ướt cả đêm. Trong rừng, chỉ cần một đám mưa chừng một tiếng đồng hồ là nước mưa đọng lại trên lá và rơi ướt cả đêm. Cả tiểu đoàn 4 chỉ có 2 tấm tăng che mưa mà thôi. Vì khi bắt đầu mở chiến dịch vào cuối tháng 3, trời khô ráo, trên chỉ phổ biến đánh ở Phum La Ót chỉ có 3 ngày. Không ai nghĩ là chiến dịch kéo dài đến mùa mưa. Rồi sau đó liên tục không về lấy được ba lô. Anh em chúng tôi mỗi người chỉ mang theo một quần đùi cho gọn nhẹ và một bộ quân phục đang mặc trên người. Cả tháng trời mặc từ ướt đến khô. Tôi còn không mang theo kem và bàn chải đánh răng. Cả đại đội tôi chỉ có 2 tấm tăng che mưa. Một là của anh Dũng y tá. Chúng tôi gọi là 6 quan, từ tiểu đoàn 6 mới chuyển qua sau trận ngày 15 tháng 4. Và một của anh Long, chính trị viên đại đội. Anh Long tính rất cẩn thận. Mưa suốt đêm, anh nào sức khỏe yếu chui vào tăng che mưa, mắc 4-5 tầng võng. Một số anh em quá lạnh, không chịu nổi, bắt đầu đốt lửa giữa rừng. Khổ quá nên không còn sợ chết nữa. Chúng tôi đóng quân ở đó vài 3 ngày, tổ chức lùng sục xung quanh suối. Ruột tượng đựng gạo ướt sũng, cộng thêm mồ hôi chiến sĩ thấm vào khi hành quân gần một tuần gạo đã thành màu vàng và hôi mùi mốc. Anh em cũng vẫn phải ăn. Thức ăn thì có thịt cọp, tức là muối bỏ vào can nhôm làm cối, lấy trái lựu đạn làm trải, trộn vào chút bột ngọt, giã nghe cọp cọp. Anh em gọi là thịt cọp cho oai. Suốt bao năm làm nhiệm vụ quốc tế, đó là món ăn thường xuyên của bộ đội ta. Con đường gian nan sau này còn nhiều hơn nữa, đang chờ đợi anh em ta ở phía trước. Như vậy, để xóa bỏ chế độ diệt chủng tàn ác và xây dựng cho bạn một chính quyền vững mạnh ngày nay, anh em bộ đội chúng ta không những góp máu mà còn góp bao nhiêu mồ hôi cực khổ của cả bộ đội ta và bộ đội bạn, thì nhân dân bạn mới được như ngày hôm nay. Vậy mà cách đây một năm, một lần lên nhà sách, tôi có đọc trong cuốn sách được xuất bản ở Mỹ, được dịch sang nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, nội dung kể về hồi ký của một cô gái Campuchia được thoát khỏi bàn tay của bọn Pol Pot. Khi đó, bộ đội Việt Nam đánh cho tan tác đơn vị Pol Pot đó. Nhờ vậy mà cô ta chạy được sang Thái Lan. Sau đó, được gặp lính mặc quần áo dằn di của Lon Non. Cuối cùng, thì cô ta cảm ơn người Mỹ. Cảm ơn lính Lon Non đã ban cho cô ta tự do. Trong cuốn hồi ký về cánh đồng chết, thật buồn cười. Sau gần một tuần lùng sục, suốt cũng không thấy địch. Ăn hết gạo, ta lại hành quân về. Lần này, đại đội 9 đóng ở bên bờ suối, ở phía đông, con suối Sở Tung, ngay ngã ba nhánh suối phía đông Phum Krai A. Trên bản đồ quân sự không có Phum, nhưng ở đó có xóm nhà, cũng gọi là Phum Thơ Mây, xóm mới. Chứ không về Phum Krai A nữa. Nghỉ chân được 2-3 ngày, chưa hết mệt, lại tiếp tục hành quân theo đội hình tiểu đoàn. Từ Phum, đại đội 9 đóng quân, hành quân về phía bắc, đi về phía hồ nước lớn, cách đường mòn khoảng 500 mét. Bắt đầu hành quân từ khi trời còn tối, đi qua các tràng trống lớn, sau đó
Tới một cánh rừng mai, mai vàng nở rộ, vàng rực cả cánh rừng, xa mút tầm mắt. Khi đến hồ nước khoảng 11 giờ trưa, triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu, bộ phận trinh sát bám vào, phát hiện địch đã rút đi. Quân ta ăn cơm vắt xong lại hành quân về. Khi về, ngang cánh rừng mai, tiểu đoàn dừng chân giải lao 5 phút. Đất rừng phì nhiêu hoang dại, những cánh mai nặng trĩu cánh mai vàng. Tôi ngồi tựa lưng vào gốc mai cổ thụ, gốc mai to bằng bắp đùi, nhìn lên bầu trời trong xanh, chim đại bàng đang trao lượn. Tâm hồn tôi dần chìm vào trong ký ức, tạm quên đi nỗi nguy hiểm của chiến tranh đang rình rập từng phút từng giờ. Có khi đó quen quen, nhớ rồi. Ngàn mai gió quấn, chim bay mỏi. Một câu thơ của Bảo Huyện Thanh Quan. Lúc còn ngồi ở ghế nhà trường phổ thông, chúng tôi tranh luận với nhau về câu thơ này. Các bạn cho rằng sách giáo khoa đã in sai, đúng ra là phải ngàn mây mới phù hợp với bài thơ như vậy. Còn ngàn mai là gì? Vô nghĩa. Tôi mỉm cười một mình vì đã tìm ra lời giải đáp. Ngàn mai đây rồi, chẳng phải là rừng mai đang trước mặt mình đó hay sao? Câu thơ đó tức là rừng mai, gió quấn, chim bay mỏi. Cảnh đẹp thiên nhiên, ký ức và thơ đang hòa quyện vào nhau, tâm hồn đang chìm trong say đắm. Đoàng, đoàng! Một tiếng nổ xé tai, vang dội trong cánh rừng, làm những cành mai vàng rơi rụng. Tôi giật thót người. Ô, bọn dân đã chúng mình chết rồi. Bọn dân là người du kích bạn đầu tiên tự nguyện tham gia chiến đấu cùng với tiểu đoàn 4. Từ lúc chúng tôi rút khỏi Crea lần đầu tiên, lúc tiểu đoàn 6 bị tập kích, đi theo suốt chúng tôi qua biết bao nhiêu trận đánh, cũng là người du kích đầu tiên hy sinh ở đơn vị chúng tôi. Chúng tôi chặt cây rừng làm cáng để khiên xác của bọn dân trên chiếc võng. Người du kích hiền hậu, vui tính, lúc nào cũng tươi cười. Để tỏ lòng thương mến, anh em hái nhánh mai vàng rực đậy lên xác bọn dân, khiêng về đến Phum Thơ Mây, nơi đại đội 9 chúng tôi đóng quân, làm công tác tẩm liệm và trả về gia đình. Sau khi hành quân truy lùng địch ở bao nước nằm ở phía đông bắc Phum Crea, bên bờ phía đông con suối Giật Tung, cách Phum 15 đến 20 cây số. Khi rút về thì bọn dân trúng mìn và hy sinh. Tiểu đoàn 4 về nơi đóng quân mới nằm ở phía đông con suối Giật Tung, nơi có chiếc cầu bằng cây độc mộc. Phía sau sát Phum về phía nam là nhánh suối của suối Giật Tung. Sau khi bố trí đội hình cơm nước xong, tiểu đoàn 4 ra lệnh mỗi đại đội cử vài ba đồng chí lên tiểu đoàn làm công tác tẩm liệm cho bọn dân ngay trong đêm hôm đó. Còn lại bố trí canh gác cẩn thận và tạm dừng quân 3 ngày. Sáng hôm sau, chúng tôi tắm giặt quần áo võng, sau đó ăn cơm và tổ chức ra suối đánh cá để cải thiện cho bữa ăn của anh em. Suối cá rất nhiều. Mình và anh Biểu thông tin tiểu đoàn cùng với một số anh em đi đánh cá. Nhân dân đi theo chọn khúc sông có nhiều cá nhất. Vừa đánh xong, trái lựu đạn, cá nổi trắng cả một khúc sông. Bộ đội và nhân dân cùng nhau vớt cá. Anh em mới vớt chưa được bao nhiêu thì đơn vị chạy ra, bảo về, gấp để hành quân ngay. Chúng tôi về chuẩn bị hành quân, cũng cầm vắt và thịt cọp, cá chưa kịp ăn. Bắt đầu hành quân lúc khoảng 1 giờ chiều. Khẩu đội 12 ly 8 vẫn tăng cường cho tiểu đoàn 4 như từ đầu chiến dịch đến giờ. Tiếp tục hành quân về nơi bầu nước ngày hôm qua. 3 giờ chiều, trời đổ cơn mưa thật lớn. Cả đơn vị ai cũng ướt như là bị nhúng nước. Cơn mưa kéo dài lắc rắc suốt đêm cho đến tận 3 giờ sáng. Trong rừng ban đêm trời mưa, tối đen như mực. Chúng tôi phải đi sát mới không bị lạc đội hình. Tội cho những anh hành quân sau mấy anh vác B-40, B-41. Cứ mỗi lần người đứng trước đứng lại là người đi sau bị đụng đầu vào đầu nhọn của quả đạn. Thọc ngay nón cối còn đỡ, thọc ngay mặt sưng bầm lên. Đến khuya, cả đơn vị đều mệt mỏi nên tạm dừng quân nơi chẳng trống. Mưa vẫn cứ rơi, anh em vẫn cứ ướt, quần nhau liên tục bao nhiêu ngày, ai cũng đờ cả ra. Vì vậy, dù trời đang mưa ngập đất, khi chúng tôi đặt lưng nằm đại xuống đất, lấy nón cối che mặt, đừng cho mưa bắn vào mặt. Dưới lưng nước sầm sắp, vừa lạnh vừa đói. Rồi cứ mặc cho mưa, chúng tôi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Những người chưa trải qua không thể nào tin được,
Nhưng đối với anh em tiểu đoàn 4 thì đó là sự thật. Tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng gà rừng gáy rộ, ngồi dậy thấy toàn thân tê cóng. Khoảng 5 giờ sáng, đơn vị lại gọi, dậy chuẩn bị hành quân. Lại nấu cơm sáng, vắt cơm trưa, hứng chịu trận mưa từ 3 giờ chiều cho đến gần sáng. Cả đơn vị không có tang tre, không có tấm áo mưa, vì tất cả đều bỏ cứ. Một vài anh em không chịu nổi, không ngồi được dậy hoặc không còn nói nổi. Đơn vị phải đốt lửa, hơ ấm mới tỉnh lại được. Mùa nắng tìm nước nấu cơm thì khó, tìm củi thì dễ, còn mùa mưa thì ngược lại. Nước thì dễ, còn tìm củi khô thì rất khó. Nhờ kinh nghiệm của anh em thời chống Mỹ mà chúng tôi tìm được củi và nấu được cơm, rồi lại tiếp tục hành quân. Những kinh nghiệm này ở quân trường không bao giờ có. Khi đến điểm thì địch lại chạy mất, lại tiếp tục truy đuổi, cũng hành quân luôn cả ban đêm. Sau cơn mưa, ngày hôm qua trời đã hết nước, đêm nay khô ráo, nhưng hết nỗi khổ này thì lại gặp nỗi khổ khác. Ban đêm chúng tôi phải cắt rừng, đi qua khu rừng toàn cây mây nước. Những ngọn mây gai mọc đầy hai bên, cong và bén như những cái lưỡi câu chờ sẵn trong đêm tối, móc vào mặt anh em té máu. Quần áo càng rách thêm. Tội nhất là anh em hỏa lực, cối 82 và 12 ly 8, vừa khiêng vác súng nặng, vừa phải khom lưng chui rừng, càng nặng thêm. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến nơi tập kết với trung đoàn. Sáng hôm sau lại tiếp tục truy kích. Sau khi bọn dân chúng mình của địch, chúng tôi phải thận trọng hơn. Chúng tôi đi chặn đầu hướng rút lui của địch, chứ không bám theo đường chúng đi nữa. Vì vậy mà hành quân càng vất vả. Chúng tôi đi về hướng ranh giới của tỉnh Brekvihir, đến vùng rừng thưa có đầm nước cạn cạnh tràng cỏ. Chúng tôi phát hiện dấu chân voi rừng, sau đó băng qua rừng già gặp một con suối. Đến đây, tiểu đoàn 4 chia làm hai cánh. Đại đội 9 của tôi cùng khẩu đội 12 ly 8 là một cánh đi bên này suối, do đồng chí chính trị viên Thiều chỉ huy. Còn lại, tiểu đoàn thành một cánh đi bên kia suối, do bố Sườn chỉ huy. Chúng tôi đi khoảng một cây số thì nghe phía bên kia nổ súng chạm địch. Khi đó thông tin bật máy liên lạc thì có lệnh cho chúng tôi vận động nhanh theo hướng suối. Chúng tôi càng vận động thì tiếng súng nghe càng nhỏ. Sau đó xác định lại bản đồ thì đại đội 9 của chúng tôi đã lầm đường, vì gặp nhánh suối nhỏ không có trong bản đồ. Chúng tôi tưởng đâu là suối chính nên đi càng lúc càng xa trận địa. Khi phát hiện được nhầm lẫn, đơn vị nhanh chóng trở về. Tiểu đoàn điều khẩu 12 ly 8 sang cánh tiểu đoàn. Đại đội 9 vẫn ở bên này suối. Khi đó súng nổ, thông tin bật luôn máy liên lạc. Nghe bố Sườn ra lệnh: chuẩn bị khi nào 12 ly 8 nổ súng thì xung phong. Chuẩn bị mãi không nghe thấy 12 ly 8 nổ. Khoảng 10 phút sau, bố Sườn lệnh cho đại đội 9 khẩn trương về tiểu đoàn để yểm trợ cho 12 ly 8. Khi đến nơi, chúng tôi đã thấy 12 ly 8 đã bị địch khống chế. Khẩu súng nằm trên bãi cỏ trống. Anh em khẩu đội mấy người đã hy sinh, còn nằm gục ở bên súng. Trận địa xảy ra nơi ngã ba suối. Rừng nơi đây toàn là cây sim ổi mọc ken đầy với nhau. Khi B của anh Thanh cùng với khẩu đội 12 ly 8 chui luồn trong rừng sim để đến điểm bố trí. Bộ binh đi trước, còn khẩu 12 ly 8 khó chui rừng vì phải mang vác súng nặng, cồng kềnh. Nên khi thấy bãi đất trống, 12 ly 8 bèn vận động, tắt khiêng súng qua bãi trống, bị lộ, chưa kịp đặt súng đã bị địch bắn. Khi vác chân súng đi trước bị địch bắn gục, nhưng khẩu đội vẫn quyết tâm lắp cho được súng. Khẩu đội trưởng hô: chuẩn bị xung phong lắp súng. Cả khẩu đội lại xung phong. Một lần nữa tiếng súng địch lại gian lên. Anh em hy sinh và bị thương thêm hai người nữa, nhưng súng cũng được lắp xong. Anh Thành, anh em thường gọi là 5L, là khẩu đội trưởng hay khẩu đội phó gì đó, bị thương nằm sau khẩu súng. Anh cố nhoài người lên bóp cò, nhưng súng chưa lên đạn kịp, và chúng lại thêm một loạt nữa. Anh Thành hy sinh gục trên giá súng. Khẩu đội 12 ly 8 hy sinh và thương vong gần hết. Cả thương binh và tử sĩ nằm la liệt trên bãi cỏ. Phía sau khẩu 12 ly 8 là một con suối cạn. Đại đội 9 được điều về nằm ở dưới đó. Cối 82 và cối 60 của địch bắt đầu rót vào đội hình của ta. Anh Mót bị một quả cối 60 rớt rất gần. Ba quả đạn B-41 mang ở sau lưng bị cháy liều phóng.
phải nhanh chóng cởi giá đạn ra. Anh bị thương do mảnh đạn và cháy cả tóc do cháy lửa phóng. Ta phản pháo lại địch. Hai bên đấu cối liên tục. Anh em bắn yểm trợ để xung phong lên kéo thương binh về. Nhưng không hiệu quả. Khi xông lên bị thương thêm nữa. Bố Sườn cấm ai không được xung phong nữa. Sau đó anh Thanh bê trưởng B2 từ từ bò lên và phát hiện trên nhánh cây cổ thụ ở sau lùm cây sim có một tên địch đang ngồi ở phía đó. Bên dưới là công sự có một tên giữ khẩu RBD. Khi tên này trên cây phất tay thì tên ở dưới hầm ngóc lên bắn. Khẩu trung liên này cách vị trí 12.8 chưa đầy 7 mét. Anh Thanh quất một loạt AK. Tên ở trên cây nhảy xuống. Tên ở bên dưới chưa kịp chạy thì bị một quả lựu đạn chết gục ở trong hầm. Bọn địch còn lại trong hầm chữ Z. Theo đội hình của chúng vẫn cố thủ. Lúc này quân ta lợi dụng địa hình có cây sim dày đặc tiếp cận sát công sự của chúng, nên súng cối của chúng không có tác dụng. Sau khi tiêu diệt được tên khống chế 12.8, bố Sườn truyền lệnh bắn đồng loạt áp đảo tinh thần địch, để một bên xung phong lên đưa anh em thương binh tử sĩ về con suối cạn để băng bó. Đợt bắn áp đảo lần này, anh em đã đưa thương binh tử sĩ về được nơi con suối cạn, sau đó tổ chức bắn áp đảo để xung phong lên lấy khẩu 12.8 về gần sát con suối cạn. Khi lấy được khẩu 12.8 về, rồi bố Sườn ra lệnh bắn áp đảo và xung phong ngay sau khi 12.8 nổ giòn loạt đầu. Lần này, khi nghe 12.8 ta nổ, địch bật khỏi công sự, bỏ chạy. Bỏ lại rất nhiều mìn chưa kịp gài. Anh Thanh thu được khẩu RBD. Sau khi chiếm được vị trí đó vừa xong, thì trời cũng gần tối. Trận đánh này tuy lúc đầu có khó khăn, nhưng nhìn chung, quân ta có kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Cấp trung đoàn phối hợp kịp thời, vì lúc đó tiểu đoàn 4 bên này đụng địch thì tiểu đoàn 5 bên kia suối. Cũng vận động kịp thời và chặn đánh được địch đang bỏ chạy. Tiểu đoàn 4 khiêng thương binh tử sĩ qua bên kia bờ suối, phía tiểu đoàn 5 để nghỉ đêm. Rừng dày đặc, không thể đánh ban đêm được. Sau mấy ngày đêm dầm mưa, đêm nay lại mưa tiếp. Đến 9 giờ tối, anh nuôi chuyển cơm vắt lên. Chúng tôi chia nhau từng nắm cơm và thịt cọp. Bên kia bờ suối vẫn nghe tiếng địch đang đào công sự. Chúng nằm im, không dám đánh nữa. Có một số anh em hút thuốc. Bố Sườn biết lính đã quá cực khổ nên cũng không giày la, mà chỉ khe khẽ khuyên: "Tụi mày đừng hút thuốc, tụi mày không sợ chết à?" Mệt quá, chúng tôi bỏ gác và ngủ một giấc cho đến khi nghe gà rừng gáy rộ. Quân địch cũng như con cua bị ê càng, không còn dám kẹp. Tờ mờ sáng, tiểu đoàn tổ chức tấn công qua bên kia bờ suối, thì địch đã rút chạy hết. Chúng tôi thu được anten 3 đọt của máy điện đài. Ban đêm chúng dìm ở dưới nước, không kỹ nên còn lòi ra một đoạn. Tiến sâu vào nữa là bệnh xá, bông băng còn bỏ lại trên những chiếc giường bệnh bằng cây rừng. Mái tre được lập bằng lá dây mây, được bện lại hết sức công phu. Tiếp nữa là kho hậu cần của chúng. Chúng lấy đi cũng chưa hết, vì anh em chúng tôi cũng thương vong nhiều nên đành phải rút nhanh về. Trung đoàn thu được H-12 và bắt được một con ngựa của địch. Về phía tiểu đoàn chỉ thu được vài khẩu súng, trong đó có khẩu RBD, địch cũng chỉ bỏ lại vài ba xác. Về chiến lợi phẩm thì chỉ có bao nhiêu, có sao chúng tôi nói vậy, không phô trương thành tích. Nhưng về ý nghĩa của trận đánh thì rất lớn. Chúng tôi đã không để cho chúng thành lập được căn cứ ở tận trong rừng sâu. Từ ở vị trí lúc đầu gần như mất khẩu 12.8, nhưng sau đó lại giành lại được. Từ chỗ ta và địch còn ngang ngửa với nhau, nhưng sau đó ta đã khôn ngoan dũng cảm giành lại vị trí chiến thắng dù phải hy sinh. Địch đã vô cùng khiếp sợ. Rút lui, sau khi giết ngựa làm thịt cho các đơn vị, trung đoàn tiếp tục truy đuổi địch, còn đại đội 9 làm công tác cáng thương về phía đường 12. Hành quân vất vả rồi khi cáng thương, cáng tử sĩ còn khổ hơn gấp trăm lần. Ba anh em 12.8 hy sinh từ lúc nổ súng đến lúc cáng thương đã trên 24 giờ. Xác anh em nằm ở giữa rừng đậy bằng lá cây, lại phơi mưa suốt đêm, đã bắt đầu trương lên, rồi nhặng bu quanh, sỏi bọ đã bắt đầu sinh sôi. Chúng tôi cáng thương một ngày đường, chiều lại bị mưa. Cho đến tối mệt quá, chúng tôi dừng nghỉ đêm tại tràng rừng dầu. Mưa vẫn dĩ dã, anh em nằm phơi mưa
cùng xác anh em. Chỉ có 3 tấm tăng che mưa, dùng che cho thương binh vì sợ vết thương anh em bị nhiễm trùng. Tờ mờ sáng hôm sau lại tiếp tục. Xác anh em tử sĩ qua 2 ngày đêm phơi mưa đã bắt đầu nặng mùi. Vì vậy, đại đội quyết định dùng tấm tăng che mưa cho thương binh đem bó xác. Khi anh em khiêng xác một đoạn, rồi bỏ theo dây võng, bò cả lên áo, lên đầu anh em khiêng. Nhưng anh em chúng tôi vẫn một lòng cắn răng chịu đựng, vất vả để đưa xác anh em về đến cứ. Khoảng 10 giờ trưa, chúng tôi nhờ được một chiếc xe bò của dân chợ qua nhánh suối nhỏ, rồi sau đó đến phu ở giữa rừng. Nghỉ ăn trưa, lại tiếp tục đi, trời lại mưa to. Lúc này, dân giúp chúng tôi thêm chiếc xe bò nữa để chở thương binh. Chúng tôi không phải cáng nữa. Đến 8 giờ tối, bắt đầu qua con suối. Vì mấy ngày mưa liên tục, nên con suối nước chảy xiết, nhưng cũng băng qua được. Khi đi đến gần con suối, chúng tôi nghe tiếng máy xe của trung đoàn ra đón chúng tôi bên bờ. Nhưng vì đợi lâu quá, trời lại tối, nên xe đã quay về. Khi nghe tiếng xe, chúng tôi bắn 3 phát ra hiệu, xe cũng không nghe thấy. Chúng tôi bắn luôn một băng đạn, nghe tiếng xe càng chạy nhanh hơn. Lúc này trời mưa lại bắt đầu to, sấm chớp, nên thông tin không liên lạc được. Đến khi liên lạc được, xe mới vòng trở lại, chở thương binh, tử sĩ về trung đoàn. Tại đội 9 chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục hành quân đến 10 giờ, thì đến Phum nằm theo dọc đường 12. Tôi cũng không nhớ rõ tên Phum. Sau đó anh em mới ăn cơm và hơ quần áo cho khô. Phum này có rất nhiều vườn trồng thơm. Chúng tôi nghỉ chân ở đây 2 ngày. Sau đó lên xe cùng với tiểu đoàn trở về đóng quân. Ở Phum có cái cầu dài, cách thị trấn Cơ Pông Thom khoảng 10 cây số về phía tây. Không biết có phải là Phum Prey Pro không? Thế là hết một mùa chiến dịch. Chiến dịch bắt đầu từ cuối tháng 3 cho đến hết tháng 5. Từ mùa khô cho đến mùa mưa, hơn 2 tháng trời quần nhau với địch. Dầu tóc anh em chúng tôi rậm rạp, quần áo rách nát. Hầu hết áo không ai còn tay và vai áo lành lặn, quần chỉ có ngang gối. Giày có người còn một chiếc, có người đi chân không. Đơn vị cũng hao hết, nhưng bù lại, chúng tôi đã gây nhiều thiệt hại cho bọn địch, nhất là trận ngày 15 tháng 4. Sau thêm trận 26 tháng 5 nữa, địch đã biết thế nào là bộ đội Việt Nam. Từ bây giờ trở đi, cứ gặp trung đoàn 747 là chúng bỏ chạy không dám đánh. Đơn vị chúng tôi bắt đầu cắt tóc, cạo râu, lĩnh quân trang, dưỡng quân để bước vào chiến dịch. Dọc theo bờ sông Sên, qua cả bên kia sông Sên, từ Sung Túc cho đến qua một phần Sang Đan.